quá trời ngon luôn nè. Đúng rồi, cây rau cần nước nha cả nhà ơi. Trời, ăn hồi hái dạng mới ăn rồi. Đó, cả nhà thấy rau không? Tươi ngon rồi rối luôn á. Xin chào cả nhà, xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Mỹ Thi Cuộc Sống Pháp. Hôm nay là Thi có một cái điều này rất là đặc biệt, cả nhà đi hái rau. Hái rau xà lách son và rau cần nước ở bên Pháp, trong cái khu rừng ở bên Pháp á cả nhà. Hôm nay thì Thi đi với cái chị bạn của Thi nha. Hả? Đâu? Đây, hai chị em đi hái rau nha cả nhà. Đây cả nhà. Nguyên cái khu này toàn là rau nè, rau xà lách son nè. Rất là ngon. Papa. Papa. Ê, quay không bà? Bà mới làm. Quay quá. Đi hái rau nha cả nhà. Người ta hái muốn hết trơn rồi ha. Hai chị em của Thi đi hôm nay là bị hơi trễ rồi nè. Người ta hái muốn hết rồi. Cái này là, chị này là xà lách son đó phải không? Ừ, đúng rồi. Đúng rồi, trời trời ngon quá hả? Nè, cả nhà thấy không? Cậu nào cậu nấy nè. To mơn mởn luôn ha. Ở đây là gần cái khu rừng đó cả nhà. Thành ra là rất là nhiều ha. Nguyên cái khu này luôn ha. Hay nha. Ê, cẩn thận coi chừng nước đó nha. Nhiều quá. Ồ, cái này là người ta hái rồi nè cả nhà. Bây giờ mình đi nữa. Quá trời ngon luôn nè. Đúng rồi, cây rau cần nước nè cả nhà ơi. Trời, ăn hồi hái dạng mới ăn rồi. Ngon quá. Trời ơi, cả nhà nhìn cái cọng rau coi nè. Nè, cọng rau xà lách son nè. Nó to. Đi mấy đứa ơi. Hồi em hái một số rau cần về ăn coi. Nước này ở trên cái khu rừng này nó chảy xuống đó cả nhà. Rất là sạch đó. Nước sạch nó xuống á. Ôi chị ơi, chị hái cái rau gì mày với làm sao bà lội xuống được? Chị có mang cái bốt đi. Trời ơi, công nhận thiệt dữ thiệt. Ông mua bạn chị mua cho. Vậy hả? Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. Ê, ở phía trên đầu nguồn nó ngon hơn á chị. Ha, nó non. Mình đi chứ co dữ với người xong. Đúng rồi. Ê, cái khu này cái nó nhỏ nó ngon hơn nè ha. Ừ, dưới kia nó già hơn. Nó già hơn. Đi nè nè. Ừ. Em chắc em lấy tay em lặt ha. Trời, nguyên khu này luôn nè cả nhà. Nó rau nè. Nhưng con bươi này luôn. Cái này người ta cắt hết trơn rồi nè. Ha. Là ngày qua bà đó. Ừ. Thôi thì mình hái cái khu ở phía dưới đi. À, ở phía trên kia vẫn còn nữa kìa chị. Đây là, đây là rau còn nước. Còn nó đổ cái này là tới đây. Trời, nhiều quá hả? Còn cái rau đây, ở phía dưới là nước, cái gì? Còn nước. À, cái đó là cần nước hả? Trời, ngon quá hả? Cái này chắc người ta, người Việt mình trồng á, em nghĩ á. Đây nè cả nhà, rau cần nước đó. Mà cái này nó hơi bị nhỏ hả? Ừ. Chị thích ăn nhỏ. Đó, cả nhà thấy rau không? Tươi ngon rồi rối luôn á. Từ hồi xưa tới giờ là chưa bao giờ mà Thi thấy mà nhiều rau như thế này nha. Đó, quay gần nè cả nhà thấy không? Người ta có vài người Việt á là người ta lại đây người ta hái xong rồi người ta bán nữa đó cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Rất là ngon ha. Chị bạn của Thi đang ở đằng kia là đang hái rau. Nhỏ. Thì lấy kéo cắt cho nhanh, em đâu có chuẩn bị đâu. Thôi mà em hái một mớ hay cũng im. Đây là cái nhà.
Rau nó ngon gì đâu. Đây nè cả nhà, cây này cây rau cần nha. Cần nước đó. To nè. Ngắt nha, rậu rậu nè. Bà ơi. Đó, ngon vô cùng nha. Ờ, rau gì đâu mà nó to quá trời to là không nào cũng nấy. Đây, đây cây rau nó cần nữa nè. Đó, cây nhãi không? Nó to thật là to. Gì hả? Em khoái mấy cọng bự bự. Gì hả? Ừ. Dạ, về mất công mình lặt bỏ cọng xem chứ. Và hai mấy cọng nhỏ xíu luôn về rửa lựa ra mất công cũng chết. Lửa em nè, hái được nhiêu rau cần đây nè. Về này nó nhanh, không. Nhanh về trồng không? Em ăn lá à. Thơm quá trời luôn. Mà tại nhà không có cái chỗ mà để mình trồng á, chứ không thôi cũng trồng rồi. Ở bên đây tụi Tây nó dễ gì nó biết cái này. Có ông Tây của bà biết? Có chứ, nó biết chứ. Ủa nó biết hả? Mấy tụi Tây hôm nay bữa chị hái với bạn chị nó biết chứ. Nó cũng nói này nó cũng ngon. Nói gì hả? Cái đằng này nó nhóc cái chân. Cái đằng này chắc em xuống được. Tôi sợ tôi xuống cái tôi nó phồng. Hả? Thôi được rồi. Rồi đi hái rau. Đã gì đâu luôn trời. Trời ơi, em đi còn đỡ. Ông bạn của em á, ổng làm biếng lắm. Cuối tuần rồi là muốn nghỉ ngơi thôi, ổng không muốn đi đâu hết trơn á. Trời ơi, tôi mà xong đó là khỏi nói. Đi cho đã. Ngon quá trời ngon luôn bà ơi. Hái nó cũng đã. Tới hè, hè năm sau rồi nó mọc lại. Tháng, cả tháng 4, tháng 5 là bắt đầu nó mọc lại ha. Cái này chị hỏi người ta không có chỉ cho chị nè. Vậy đó hả? Ta để dành ta hái ha. Là mấy cái bà kia bà hái đem về gì kia bà bán đó hả? Đây là bà cũng không có biết, chỉ có một bà duy nhất biết thôi. Ừ. Thì xong á. Xong cái đầu chị biết, chị hỏi là ở đâu, nó nói ai giao mình biết chỗ nào. Ừ. Rồi xong đầu chị mới tự kiếm, hiểu không? Mà sao mà bà kiếm ra được chị hay vô vậy? Tình cái người mà chụp hình á, họ chụp hình họ để lên phay. Họ chụp cái bờ hồ kia kìa, đứng trên cái cầu chụp bờ hồ. Cái chị nhìn thấy rau chị nó u là nó rồi. Ừ. Rồi xong rồi chị coi cái bạc chị mới đi lên đây. Mà bà tìm được cũng hay. Chị với bạn chị đi kiếm lên tới đây. Em thấy mấy cái video ở Nhật á, mấy đứa đó nó cũng đi hái vậy nè. Ờ, nhiều lắm luôn. Ở đây mình không có cái mưa rồi, nó có cá. Không, mưa có cá có tôm ở Nhật quá trời, còn đây mình không thấy. Trời ơi, ở đây mưa có cá có tôm. Không, cá chắc không được bắt quá. Ở đây nó khó, tại nó cấm câu cá. Không, mình muốn thì mình mua cái cạc. À cái cạc hả? Ừ. Cái dạng có hồ, có chỗ á. Tại vì bạn chuyển thường xuyên nó đi câu à. Ê, mình vô tay nó câu chứ nó đâu có ăn đâu ta. Không câu xong bỏ xuống. Ừ. Câu là dạng và là giải trí thôi. À. Còn người mình câu là chủ yếu là để ăn. Câu là để lấy. Ừ. Chứ không phải là câu để chơi. Cái ông hàng xóm của ông bạn em nè. Ừ. Ông câu cá xong đó cho nhà em. À. Người ta không có biết làm. Kéo đồ em làm. À vậy hả? Ừ. Đúng rồi, nghĩ là ngon. Làm xong nghĩ gì? Rồi cho lại. Có cá chốt ngon không ta? Cá chốt em không biết. Có cái con cá gì đây nè. Nó nhớt nhớt. Không biết nữa. Quên tên rồi. Quên tên tiếng Pháp mà bên Việt Nam không da có. Da trơn á có không? Ừ, da nó hơi trơn trơn. Ừ, mà nó to. Nếu mà cá nhỏ to thì chị không thích. Sợ. To, cá to lắm. Ừ. Không, mà em với ông bạn của em cũng đi bắt cá đó. Đi giống như đi mua cái đồ về văn á. Ừ. Mà trời ơi trời, cái con cá nó dại vậy này nè. Nó đi lại lưới, nó bự như vậy nè. Nó quật một cái ha, là nguyên cái lỗ lưới vậy nè, rồi giục luôn.
Tại gần nhà em có cái chỗ đó, mình lúc trước cái ông chủ khu rừng đó, ông cho câu. Bây giờ đổi chủ mới rồi, không có cho câu nữa. Trời, hái đã gì đâu á trời. Hồi đó giờ chưa bao giờ làm nông mà bây giờ tự nhiên ở bên Việt Nam em còn chưa từng gặp gì nữa, huống chi chưa bao giờ chị gặp, chưa bao giờ chị bước xuống ruộng mà làm nông kiểu gì luôn á. Đúng là đem kéo cắt nó nhanh hơn. Tôi có ghe, có kéo cho nên em nè. Thôi mất công quá, lặt vậy được rồi, khoái lặt nè bạn, đã sao mình hút cả chùm mình cắt luôn hả, chỉ biết dễ này thôi. Bà mấy cái kéo hai. Ờ, đưa tôi một cái đi. Quá nhỏ. Nhưng mà chị thích nhỏ nha. Chị thích to ha. Ồ, nó quá nhỏ. Nhóc hết trơn rồi cả nhà. Ôi trời, hái nhiêu đây ăn sao hết trời. Ôi em về, mày về để khô khô cả tuần luôn em. Được không? Được. Để tuần được hả? Để tuần luôn khô khô á. Vậy hả? Về. Yeah. Ừ. Bỏ. Bà cắt á, tôi quay cắt một chút. Bỏ bọc giấy á. Bà cắt chùi lũi hết trơn rồi. Trời ơi, cắt non. Vì sao chị cắt nhỏ vậy hả? Chị thích cắt non hơn. Chị thích cắt ăn non hơn. Ừ. Trời quá trời non. Nè, cả nhà coi thấy không? Trời, sao nó son non không mà. Không? Cái này trộn dầu giấm là quá ngon luôn cả nhà. Quá tuyệt à. Cái này ăn lẩu quá ngon ha. Lẩu cũng ngon. Ừ. Nè, ăn lẩu là quá ngon luôn á. Quá đã. Mà trời ơi, ở bên Việt Nam chưa bao giờ mà em thấy rau nó nhiều như vậy luôn. Chưa bao giờ. Rau quen chưa, chưa bao giờ thấy rau quen như thế này mà chưa bao giờ xuống cái mưa như thế này để cắt hết trơn. Ê, mà ở bên Việt Nam em nghĩ chắc không có đâu. Chứ nó mới nhú lên là người ta hái hết rồi. Không phải, Việt Nam là người ta trồng. Biết rồi, chứ quen á, quen dại là không có, tại người ta ăn sạch hết rồi. Làm gì có xà lách son quen ở chỗ. Em không có đem đồ ủng ba, em không có xuống được. Nhớ em, rồi sao rút kinh nghiệm. Để bỏ tiền mua đồ ủng để đi hái rau. Bỏ tiền mua đồ ủng, chứ bây giờ còn hơn là mình bỏ tiền mua cho xà lách son ở con phi nhà ăn mắt. Làm sao không biết được nhiêu mà ướt nhẹp hết trơn, gớt đây là rồi luôn. Thôi, không được đâu. Có cái kéo này hái xa xa được nè. Ồ, quá trời. Tranh thủ hái không thôi ha, là nó nguội hết. Em nghĩ trời nó lạnh tầm khoảng 1 độ là chết hết. Nếu mà trời mà lạnh mà có dưới á. Ừ. Kia nó ra lại kìa. Cái gì? Ủa vậy hả? Lấy kéo cắt bụp. Vậy bạn cho thi mượn cái kéo nữa cả nhà. Cái kéo cắt rất là nhanh. Rất là nhanh nè. Tranh thủ cắt chứ không thôi trời mà lạnh là nó sẽ bị cái lá nó bị chết hết rồi. Hả? Đi vô. Ai bữa nay là bà làm nhân vật chính đó nha. Ừ. Hả? Đây ruộng cả nhà ơi, ha. Nè, cả nhà ở trong con phi bán một bó gì là. Bó nhiêu chị? 2 euro. Cái gì một bó vậy 2 euro hả? Ở trong siêu thị á là một bó vậy nè cả nhà là khoảng 2 euro đó. 2 euro tính là nhiều cỡ 50 ngàn tiền Việt Nam mình á. Một bó gì là 2 euro. Ừ. Đúng rồi. Ở cái khu này á là hôm trước á là rất là nhiều người Việt Nam người ta lại đây người ta hái á cả nhà, người ta hái đem về người ta bán. Ăn không hết thì đem bán. Còn phải cho. Ở đây cũng không phải tự nhiên mà nó mọc đâu hả chị? Có người chắc có người trồng. Em thì cắt được rất là nhiều luôn rồi nha, thì không có cắt nữa. Nguyên cái đống thật là to rồi. Rồi hái rau xong rồi cả nhà. Bây giờ gia đình đi về nha cả nhà. Quá trời nhiều luôn rồi. Một vỏ sách luôn nè. Thì bỏ vô cái bọc đen nè. Một đống. Chắc cái này 3kg quá. 3kg. Quá trời.